Xin được kính chào quý bà con, quý con chị các bạn đang xem kênh Thì Sáng Hôm Nay. Là thứ ba ngày 11 tháng 7 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sở qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý con chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quá các chị nếu xem kênh có quan tâm đến thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể tiếp tục duy trì đà tăng này. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 đang đóng giá từ 15.000 đến 17.000, lô 2 đang đóng giá từ 10.000 đến 11.000, lô 3 đang đóng giá từ 5 đến 6.000, còn hàng giạt hiện nay thì đang đóng giá từ 3.000. Thương lái đang mua xô tại vườn thì đang đóng giá từ 6 đến 7.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vừa tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vườn nha quý bà con, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang đóng giá từ 11.000 đến 13.000, hàng sàn dao động từ 9.000 đến 10.000, còn hàng xô dao động từ 5.000. Đây là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây. Tiếp theo là tình hình thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nằm giá động từ 11.000, 12.000, 13.000, bò sàn từ 9.000, 10.000, 11.000, hàng giạt hiện nay thì đang nằm từ 2.000. Cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, giá thanh long ruột trắng và ruột đỏ trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nằm trong từ 14 đến 15.000, loại 2 đang nằm trong từ 9.000 đến 10.000, còn loại 3 thì đang nằm trong từ 5.000, hàng giạt thì đang nằm trong từ 2 đến 3.000. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, đây là giá tại khu vực Bình Thuận. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.